Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cháu gái Vũ Linh một lần nói thẳng, đừng ai đánh tráo khái niệm Hồng Loan không có quyền ra lệnh. Hồng Phượng cháu gái Vũ Linh chính thức mở họp báo, một lần nói thẳng về những ồn ào xảy ra xung quanh gia đình về tranh chấp tài sản, xích mít giữa con gái và cháu ruột, em ruột sau khi cố nghệ sĩ nằm xuống. Những ngày qua cư dân mạng, đặc biệt là những khán giả yêu quý cố nghệ sĩ Vũ Linh, đang không ngừng xôn xao bàn tán, không ngưng trước sự việc xào xáo trong gia đình của ông Hoàng Cải Lương. Theo đó, con gái của cố nghệ sĩ là chị Hồng Loan đã dũng cảm đứng lên đòi lại công bằng cho ba mình khi những người trong dòng họ đang có những hành vi gian dối trục lợi kể từ khi ba của cô nằm xuống có chuyện diễn ra ngày càng phức tạp khi liên tục có thêm nhiều nhân vật mới bắt đầu nhập cuộc. Giữa lúc sự việc ngày càng được đẩy lên cao trào, dân tình thì sụt sôi theo dõi tình hình. Thì mới đây, trưa ngày 16 tháng 6, khi vừa qua lễ cúng 100 ngày cho Vũ Linh, thì ông Phượng cũng đã quyết định mở họp báo một lần nói thẳng hết những vấn đề đang xảy ra trong gia đình suốt thời gian qua, đồng thời giải thích việc tại sao mẹ của mình có những quyết định trong suốt tang lễ mà không phải hồng loan. Mong khán giả đừng đánh tráo khái niệm buồn bãi chia sẻ về gia đình hợp phượng cho biết việc mẹ tôi đứng ra lo hậu sự tang lễ cho cậu tôi tôi nghĩ đó là điều hợp lý mà khi là một người lớn tiếp theo sau cậu tôi trong nhà ngay cả trong đám tang sự việc gì mọi người cũng đến hỏi mẹ tôi và mẹ tôi quyết định mọi thứ bình tinh còn nói với mẹ tôi là cô sáu ơi bây giờ tất cả mọi quyết định chỉ có cô sáu mới quyết định được thôi như mọi người thấy cái việc trong gia đình từ xưa đến giờ nó là như vậy Hồng Phượng còn kể thêm về ngày đưa cố nghệ sĩ Vũ Linh từ bệnh viện về nhà. Cô cho biết thời điểm đó cố nghệ sĩ đã rất yếu vì không muốn Vũ Linh ra đi trong bệnh viện. Muốn cố nghệ sĩ được về nhà nên cả nhà cũng rất bối rối trong việc quyết định. Bởi không ai dám quyết định sự sống của cố nghệ sĩ vì khi đem về nhà là chắc chắn nghệ sĩ sẽ ra đi. Theo đó, cháu gái Vũ Linh cho biết Hồng Lan là người cầu xin chấp tay lại mẹ cô để có thể đưa ra quyết định đưa cố nghệ sĩ Vũ Linh về nhà nhìn thấy tình hình không còn ổn nên cô sáu Hồng Nhung mới chính thức cùng cả nhà đưa ra phương án cuối cùng đưa Vũ lên về nhà để có thể nhắm mắt xuôi tay Mọi người thấy cái sự việc nó hiện hữu sẽ là như vậy, tất cả mọi người đều phải cùng với nhau đưa ra một quyết định, Loan cũng không dám đưa ra quyền quyết mà phải có sự chấp thuận của mẹ tôi, tự nhiên bây giờ cậu tôi vừa mất, mọi người đánh tráo khái niệm là tất cả mọi người phải thông qua Loan, đó là không phải là cách mà gia đình tôi sống, hồi đó giờ không hề như vậy, Loan không có quyền ra lệnh, Hồng Phượng nói thêm Hiện những phát ngôn của Hồng Phượng vẫn đang vô cùng xôn xao trên khắp cộng đồng mạng, nhưng tình bắt đầu tranh cãi, vẫn chưa biết bên nào là phần đúng. Hơn nữa tình hình gia đình cũng đã dường như không thể cứu vãn, bởi được biết mẹ con Hồng Phượng cũng đã đưa đơn ra tòa, nên tin gian vẫn đang tiếp tục và trông đợi thêm những tình tiết mới của câu chuyện. Cháu gái Vũ Linh Minh Oan chuyện ăn trên xác cậu mình, nhớ về Hồng Loan nhưng cư dân mạng lại phẫn nộ. Hồng Phượng cháu gái Vũ Linh đã lên tiếng về chuyện kêu gọi quyên góp làm mộ cho cậu mình. Cô cũng nhắc đến Hồng Lan trong buổi họp báo. Cô chính thức lên tiếng về chuyện kêu gọi từ thiện xây mộ cho cậu năm của mình, nhưng sau đó lại bị cho là ăn chặn khiến cộng đồng mạng lẫn khán giả vô cùng bức xúc trong suốt thời gian qua. Hồng Phượng phủ nhận mọi tin đồn bất lợi cho mình và nước nở bảo. Sau này khi sự việc xảy ra, mọi người nói Hồng Phượng ký kết BH Media để ăn trên xác của cậu mình. Tôi có nói gán cho tôi, một tội danh quá khủng khiếp, một câu quá đáng sợ. Lúc sinh thời cậu Nam có một đứa cháu là tôi và cậu Nam rất thương mà lại gán cho đứa cháu này ăn trên xác cậu mình. Điều này làm tôi tổn thương vô cùng. Tôi không biết mình làm gì đến mức độ như vậy. Lúc đầu tôi không có nhận lời hai người, nhưng sau đó họ thuyết phục tôi bên BH Media có một kênh cải lương Việt Nam, cái đó chuyên về cải lương và có rất nhiều bản quyền cải lương mà cậu tôi từng tham gia. Họ nói trong đám tang này cần bảo vệ truyền thông để giữ hình ảnh tốt nhất để truyền ra ngoài cho khán giả từ trong nước đến nước ngoài để người ra xem rõ ràng hơn về quá trình xảy ra đám tang. Tôi cảm thấy bên ngoài có nhiều máy quay, youtuber nên việc đó chính đáng. Tôi có gọi điện thoại cho chị Bình Tinh để thông báo vấn đề này. Chị Bình Tên nói nếu tôi cảm thấy điều tôi làm tốt cho đám tang của cậu thì cứ bàn với gia đình và quyết định. Sau đó tôi có nói chuyện với chị Nga và chị ấy cũng nói như vậy. Tôi thấy đó là việc tôi bảo vệ truyền thông cho đám tang của cậu là đúng, nên tôi mới quyết định ký với BH Media. Cháu gái Vũ Linh minh oan chuyện ăn trên xác cậu mình cư dân mạng chỉ trích hồng phượng nặng nề hơn riêng đoạn ghi âm dùng từ ngữ quá nặng lời với cô gái vũ linh là hồng loan hồng phượng cho biết đôi khi những người trong gia đình bức xúc với nhau thì có ngôn từ hơi quá nhưng chỉ là chúng tôi coi nhau là người thân nên không giữ kẻ gì hơn nữa bản thân tôi không có dụng ý gì nên không hề ghi âm. Đã vậy tại sao người ghi âm lại cắt ghép mà không đưa trọn vẹn đoạn trò chuyện để hiểu phía bên kia đã nói gì khiến tôi tức giận đến như thế. Sau buổi họp báo của Hồng Phượng, dư luận lại dậy sóng thêm lần nữa. Đa phần đều cho rằng cô đen cố tình lấp liếm sự thật và những câu hỏi về chuyện sau kê đã không minh bạch mà cô chỉ đưa ra cho công chúng một bản Excel mà ai cũng có thể làm được. Không chỉ thế Hồng Phượng đã nhắc đến Hồng Loan nhưng lại không có mặt của con gái cậu mình tại buổi họp báo. Sự việc tiếp tục khiến Hồng Phượng nhận nhiều gạch đá từ dư luận. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.